chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Vâng, và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung trong ngày hôm nay. Rơi bên trong căn nhà, Quang Lê mời Hà Thanh Xuân tới ra mắt, được giá trị 100 tỷ. Gần đây, nam ca sĩ Quang Lê đăng tải đoạn clip với tiêu đề Quang Lê mua nhà 100 tỷ, mời vợ sắp cưới Hà Thanh Xuân, đưa mẹ ra mắt. Ngoài mối quan hệ của hai ca sĩ nổi tiếng, thì những giá trị cũng như hình ảnh vì căn nhà này của giọng ca đập vỡ cây đàn tại Mỹ khiến khán giả tò mò. Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra thực tế đây chỉ là clip từ 2 năm trước, nay được Quang Lê đăng lại. Tuy nhiên, không ít khán giả cũng không khỏi trầm trồ vì độ giàu có của ca sĩ Quang Lê, dù con số 100 tỷ có thể gây bàn cãi. Bản thân Quang Lê và Hà Thanh Xuân cũng đề cập tới vấn đề không cần ở nhà trăm tỷ vì sợ cô đơn. Căn nhà ở khu vực có đường xá rộng rãi, thông thoáng đãng. Trước cửa ngôi nhà là một khoảng sân có thể đậu nhiều chiếc ô tô. Khi Hà Thanh Xuân đến, nam ca sĩ nói mời em vào nhà mới của anh Quang Lê. Hà Thanh Xuân cũng hào hứng, quý vị ơi, ngày hôm nay Hà Thanh Xuân ghé thăm nhà mới của anh Quang Lê. Bây giờ mình vào nhà để khám phá xem nhà anh Quang Lê có gì nha. Hà Thanh Xuân cho biết, còn một ngôi nhà của Quang Lê ở khu vực khác, cô chưa ghé thăm. Nữ ca sĩ cho hay Quang Lê có nhiều lắm quý vị. Quang Lê dí dỏm, có cái nhà che nắng che mưa, chứ có gì đâu. Dù nói là ngôi nhà 100 tỷ nhưng ca sĩ Quang Lê lại bàn luận, người ta ở Việt Nam, ngôi sao có cái nhà trăm tỷ, bạn bè mình là ngôi sao toàn là nhà 100 tỷ mấy chục tỷ thôi. Hà Thanh Xuân dí dỏm, em đâu có cần nhà trăm tỷ đâu, mình ở nhà vừa vừa thôi, ở to quá em sợ. Quang Lê đáp, sợ không đi hết phải không? Anh nói, nếu mà không có nhiều người, nhà 10 mét, 20 tỷ là đẹp lắm rồi. Hà Thanh Xuân cho rằng nhà to mình đâu có xài hết đâu, nhà vừa vừa đỡ phải dọn dẹp nhiều, chủ yếu là cái bếp, cái phòng ngủ phải thật là đẹp. Ca sĩ Quang Lê bày tỏ, những người có nhà trăm tỷ thường rất cô đơn, vì nhà rất rộng, họ muốn mời bạn bè tới chơi. Nhiều khi anh ở nhà một mình, anh cảm giác bị cô đơn, rủ bạn bè tới chơi nên mình cứ vừa vừa thôi, ham giàu lại cô đơn. Hà Thanh Xuân đồng tình, mấy người nhà trăm tỷ ở Việt Nam toàn mời Quang Lê tới và Hà Thanh Xuân tới chơi. Tại vì buồn quá, nhà như thế này là tuyệt vời nhất. Không khí ấm cúng. Chính từ cuộc trò chuyện, nhiều người hoài nghi không biết có phải ngôi nhà này có trị giá 100 tỷ hay không.